Hello, tôi là Tô Văn Hưởng và bây giờ nói chung là bây giờ chỉ làm một clip quay cho vui thôi để nói gọi là tình cảm sâu sắc. Vâng, xin chào, hello. Anh Bảo vào đây, anh Bảo vào đây để giới thiệu một chương trình Bố Lang làm clip nó rất hay. Đây, thế à, đấy, đây tôi đã bảo nhá. Đấy, đấy, quay quay anh Bảo vào để Bố Lang clip nhá. Đấy, thế à. Giờ đây con cả của tôi nhá. Tôi đã bảo mẹ đâu, mẹ ở đây xem nào, Đi có đâu thấy anh bà? Hào không nhỉ? Anh Hào đi rồi, Tắm rồi, anh anh Hào Hào ngủ đi rồi. tắm nhá. Tôi Đấy, cho Hào ngủ rồi. nhận Hào này nhá. Đấy, vào đâu, tôi xem em ở đây một tí mà rồi tí rồi thế nào. Vui, rất vui. Vâng, chào mọi người về chương trình của tôi. Chỉ đến đây thôi, bây giờ tôi tắm cho thằng Bảo ra nhá. Rất là hài, vui.